xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh minh audio cuối tập trước sau khi đem tu vi của trần tư tư đề thăng đến bán thánh viên ma chi chủ liền phát hiện ra huyết mạch trong cơ thể nàng rất giống với vị đại nhân trong thiên giới kia điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi thế nhưng ngay sau đó thì khóe miệng lại hiện lên nụ cười vì nếu là như vậy thì khả năng hắn có thể thoát khốn khỏi đây sẽ là rất cao tức khắc viên ma chi chủ liền lên tiếng nói từ giờ trở đi ngươi sẽ là đệ tử của bản ma bản ma mặc dù không biết nguyện vọng của ngươi là gì thế nhưng bản ma biết hiện tại nếu ngươi muốn hoàn thành nguyện vọng thì chắc hẳn không phải chuyện dễ dàng gì cả. Bản ma cũng không quan tâm nguyện vọng của ngươi là gì, bản ma chỉ cần ngươi sau khi ra khỏi lôi đình chi hải, thì thay bản ma đi đến thần cấm chi địa làm một chuyện. Ở nơi đó, có một kiện đồ đạc mà bản ma lưu lại, bản ma cần ngươi tới đó để lấy, mà ngươi nhất định phải hoàn thành chuyện này. Còn chuyện của ngươi, thì sau khi thay bản ma làm xong mới có thể đi làm, ngươi, có thể làm được không? Thấy từ từ có chút do dự, thanh âm lạnh như băng của uyên ma chi chủ lại vang lên nói tiếp, ngươi nếu có thể làm được, bản ma sẽ thả ngươi đi, còn nếu ngươi không làm được, thì bản ma chẳng những đem ngươi lưu lại đây, mà còn lấy đi hết thảy những thứ bản ma ban cho ngươi, ngươi có chịu hay không?" Nghe Uyên Ma chi chủ nói vậy, Tư Tư cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý, lên tiếng, "Được, ta đáp ứng ngươi." Uyên Ma chi chủ nghe vậy thì cười lớn mấy tiếng, đắc ý nói, "Đã như vậy, bản ma sẽ đem ngươi truyền tống ra ngoài, còn kiện đồ đạc mà bản ma muốn ngươi lấy là gì, bản ma sẽ truyền tin tức đó vào trong đầu ngươi, chờ khi ngươi đến thần cấm chi địa thì sẽ minh bạch." Nói dứt lời, Uyên Ma chi chủ liền đánh vào trong đầu Tư Tư một đạo tin tức, ngay sau đó, một luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem nàng bao lại, sau một khắc không gian xung quanh nàng lóe lên cả người trong nháy mắt biến mất theo thân hình tư tư biến mất thanh âm của uyên ma chi chủ lần nữa vang lên nói thật không nghĩ ra tại thiên vũ đại lục này còn có truyền nhân của vị kia lần này nói không chừng đúng là cơ duyên của bản ma quay trở lại với trần tư tư sau khi được uyên ma chi chủ truyền tống ra ngoài lúc này nàng đã xuất hiện ở khu vực ngoại vi của lôi đình chi hải đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh nơi này một lượt biết bản thân đã thoát được ra ngoài nội tâm tư tư kích động mãnh liệt lúc này nàng rất muốn đi tìm thượng quan hi nhi báo thù cho tần trần thế nhưng khi nghĩ tới lời hứa với uyên ma chi chủ làm lòng nàng có chút trầm xuống nàng biết nếu bản thân đã đáp ứng hứa hẹn thì nhất định phải hoàn thành nghĩ đến đây ánh mắt tư tư liền nở rộ bằng lãnh hàng ý thân hình thoát một cái tiếng nhập hư không biến mất khỏi lôi đình chi hải hướng phía thần cấm chi địa lao đi cũng trong thời gian này tại khu vực ngoại vi của thần cấm chi địa sau khi từ thần cấm chi địa đi ra thì mấy ngày này đám người lăng lục lăng vẫn một mực bố trí trận pháp gì đó trận pháp này vô cùng phức tạp khó hiểu mặc dù lấy tạo nghệ của thượng quan hi nhi cũng không hiểu đối phương bố trí thế nhưng khi nghe đám người này nói chuyện với nhau thì nàng cũng biết được mấy tên thiên giới cường giả này đang tìm biện pháp để liên hệ với một người mà bọn chúng gọi là đại nhân gì đấy trải qua mấy ngày thời gian thì đại trận cuối cùng cũng bố trí xong nhìn đại trận trước mặt mấy người tu thành trạch liền quay sang lăng lục lăng trầm giọng hỏi đưa tin đại trận đã bố trí xong ngươi xác định muốn liên hệ với đại nhân sao nghe đám người hỏi vậy sắc mặt lăng lục lăng liền trở nên âm tình bất định cuối cùng vẫn cắn răng nói liên hệ mọi người nghe vậy thì liền thở ra một hơi giống như làm ra quyết định gì đó rồi ào ào lấy ra mấy khối phù văn trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong trận pháp. Mấy khối trận bàn này kết hợp với nhau, tức khắc, một cổ lực lượng cùng cuộn liền bao phủ xuống, mà Lăng Lục Lăng thì lấy ra một cái ngọc bài màu sắc ôn nhuận, đem bỏ vào vị trí trung tâm của trận bàn. Ánh mắt nàng ta hiện lên một chút mất mát, miệng thì khẽ đọc gì đó, còn hai tay thì liên tục vẽ ra các loại phù hiệu, cuối cùng thì đem một đạo thần niệm của mình đánh vào bên trong ngọc bài, tức khắc, đại trận nhanh chóng được kích khởi, từng đạo quang mang phiêu tán đi ra. Không gian ở bốn phía trận bàn cũng theo đó mà trở nên vặn vẹo, ngay sau đó một cổ đáng sợ lực lượng tràn ngập ra phóng thẳng lên trời cao đại trận cũng theo đó mà vận chuyển vần sáng trên bầu trời hóa thành một cái vòng xoáy mà ở bên trong vòng xoáy này một cái quan mặt thật lớn cũng dần hiện ra theo sau đó là một đạo thân ảnh hiện lên đạo thân ảnh này có một ít không rõ ràng thế nhưng lại tản mắt ra đáng sợ uy nghiêm mặc dù là cách vô tận quan mặt cũng làm cho tâm thần của thượng quan hy nhi rung động không thôi mà mấy người lăng lục lăng khi thấy thân ảnh này thì sắc mặt hơi đổi một chút tựa như có điều ngoài ý muốn thế nhưng vẫn cung kính nói gặp qua vũ văn đại nhân thân ảnh kia khi thấy đám người lăn lục lăng, thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng quát: Ta còn tưởng là ai vượt giới đưa tin đại trận, không nghĩ ra lại là mấy người các ngươi lăn lục lăng. Mấy người các ngươi thật lớn mật. Các ngươi có biết bậc này đại trận chỉ có tài chuyện trọng yếu mới có thể mở ra hay không? Lưu ở trên người các ngươi cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, chứ không phải là để cho các ngươi sử dụng. Sau một hồi quát lớn, không thấy mấy người lăn lục lăng nói lời nào. Lúc này Vũ Văn Bác mới cười lạnh một tiếng nói: Mấy người các ngươi có chuyện gì quan trọng mà thôi động vượt giới đưa tin đại trận? Cứ nói thẳng ra. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi nếu như không có chuyện gì quan trọng mà dám thôi động vượt giới đưa tin đại trận thì cho dù tô trưởng lão có bảo vệ các ngươi bản tọa cũng sẽ bẩm báo chuyện này cho thánh chủ thật tốt nghiêm trị mấy người lăng lục lăng nghe được lời này thì sắc mặt không gì sánh được xấu xí rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng nói vũ văn đại nhân chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo thánh chủ xin thỉnh thông báo vũ văn bác nghe vậy thì suy cười một tiếng trào phúng nói chuyện quan trọng sao các ngươi thì có thể có chuyện quan trọng gì được chứ lại còn muốn ta thông báo cho thánh chủ đại nhân thánh chủ đại nhân làm sao có thời giờ đi gặp mấy người các ngươi có chuyện gì thì trực tiếp báo cho ta là được lăng lục lăng nghe vậy thì hít sâu một hơi lạnh lùng nói vũ văn đại nhân chúng ta gọi ngươi một câu đại nhân là bởi thân phận và địa vị của ngươi thế nhưng chúng ta là thuộc hạ của tô trưởng lão cũng không chịu ngươi quản hạt với lại chúng ta cũng biết rõ vượt giới đưa tin đại trận trân quý tự nhiên là có việc quan trọng mới dám mở ra thậm chí đối với thánh chủ mà nói cũng là đại sự trọng yếu nếu vì ngươi mà làm lỡ chuyện một khi thánh chủ đại nhân trách phạt ngươi liệu có gánh nổi không lăng lục lăng các ngươi đây là đang đe dọa bản tọa sao nghĩ không ra các ngươi đi hạ giới được một thời gian mà lòng can đảm lại lớn như vậy nếu như chuyện có liên quan đến thánh chủ bản tọa cũng không gánh được thế nhưng các ngươi cũng phải cho ta biết đó là chuyện gì chứ không ta như thế nào đi bẩm báo với thánh chủ được nghe vũ văn bác nói vậy lăng lục lăng có chút trầm mặt sau đó cũng nói ra được rồi nói cho ngươi biết cũng không sao là chuyện có liên quan đến thời gian bổ nguyên vũ văn bác nghe xong thì khí sắc tức khắc đại biến hô hấp trở nên dồn dập sắc mặt liên tục biến ảo phản phất như nghe được kiện đồ đạc khó có thể tin phải biết rằng thời gian bổ nguyên ở thiên giới cũng là một kiện đồ đạc vô cùng trọng yếu có thể nói là chí bảo bất kỳ cao thủ thiên giới nào cũng đều đỏ mắt với thứ này sau một hồi hắn có chút nhướng mày trầm giọng hỏi theo ta được biết mấy người các ngươi được phái đến một cái hạ giới hẻo lánh cướp đoạt một tòa đại lục bổ nguyên mà tòa đại lục kia bất quá chỉ là một cái cấp thấp ma đạo đại lục làm sao lại có thời gian bổ nguyên được với lại thời gian bổ nguyên kia cũng chưa xác định được thật giả ta cần tin tức tình báo hoàn chỉnh mới có thể đi thông báo cho thánh chủ đại nhân được bởi vì chuyện này quá quan trọng nếu như tin tức có vấn đề lại kinh động đến thánh chủ đại nhân thì mấy người các ngươi khó lòng trốn khỏi trừng phạt nghe xong mấy lời này lăng lục lăng cũng không đem tin tức nói ra mà chỉ lạnh lùng nói chúng ta cũng không muốn lời thừa cùng ngươi vượt giấy đưa tin đại trận năng lượng cũng không phải vô hạn chúng ta còn muốn tiết kiệm năng lượng chuyện cần nói chúng ta cũng đã nói còn thông báo cho thánh chủ hay không thì đó là việc của ngươi ngươi tự mình quyết định đi đến lúc đó nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì không biết ngươi có gánh vác nổi không nói dứt lời lăng lục lăng liền đem quan mặt đóng lại mấy người tu thành trạch thấy vậy thì trên mặt hiện rõ khẩn trương lên tiếng hỏi lăng lục lăng người đối với vũ văn đại nhân như thế không có sợ sao sợ cái gì chứ ba nãy tuế nguyệt chi lực chúng ta đều thấy rõ đây chính là thời gian bổ nguyên nếu như thánh chủ đại nhân biết được tin tức này còn không biết sẽ khen thưởng chúng ta như thế nào đây chỉ là một cái vũ văn bác lại có dũng khí nhằm vào chúng ta sao lăng lục lăng vừa nói dứt lời thì ngọc bài ở giữa vực giấy đưa tin đại trận đột nhiên lóe lên tu thành trạch thấy vậy thì có chút nóng vội lên tiếng lăng lục lăng vũ văn đại nhân ở bên kia thỉnh cầu mở ra quang mạc đừng nóng vội hiện tại gấp là bọn hắn thánh chủ đại nhân cũng không có nhanh như vậy nhận được tin tức đâu cứ kệ hắn đi chúng ta phải để cho hắn biết mấy người chúng ta cũng không phải hắn tùy tiện là có thể động vào theo thời gian qua đi vũ văn bác ở bên kia lần thứ hai thỉnh cầu mở ra quang mạc rồi đến cả lần thứ ba nữa thế nhưng lăng lục lăng cũng không chịu mở ra tuy biểu tình lúc này của lăng lục lăng trông rất nhàn nhã thế nhưng nội tâm nàng cũng dễ nhận thấy là tâm thần bất định đắc tội với vũ văn bác nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thế nhưng vì tiền đồ của mình nàng nhất định phải liều mạng nhất định phải đem chuyện này từ thân thông tri đến thánh chủ đại nhân nếu để cho vũ văn bác chuyển lời như vậy công lao sợ rằng hắn sẽ hưởng hết trong khi còn đang nghĩ về chuyện này thì ngọc bài đột nhiên sáng lên quan mang đại thịnh mấy người lăng lục lăng thấy vậy thì đứng thẳng hét lên thanh âm có chút run rẩy của tu thành trạch liền vang lên nói lăng lục lăng đây là người cao nhất trong phủ đưa tin thỉnh cầu nếu như trong vòng 10 cái hô hấp không mở ra thì đưa tin đại trận sẽ tự động được mở lăng lục lăng nghe vậy thì hít sâu một hơi vội vàng mở ra đưa tin đại trận sau đó mấy người cung kính đứng ở phía trước đại trận khép na khép nép ngay sau đó bên trong quang mặt vòng xoáy trên bầu trời một thân ảnh người đàn ông trung niên lờ mờ hiện lên bộ dáng của người này cũng không thấy rõ lắm phản phất như bị một tầng sương mù che lại thế nhưng ngay khi người này vừa hiện lên thì liền có một loại hạch tâm của thiên địa vạn vật phản phất như giờ khác này thiên địa đều biến mất chỉ còn tồn tại duy nhất người này mà thôi đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo